À, xin chào, các bạn có nhìn thấy rõ, có chụp được hình hết không ạ? Các bạn có nhìn thấy rõ không? Ok, tôi chưa phân tích, mới chỉ nói để các bạn nắm hết cái mạch của slide thôi. Còn phân tích thì nó có công thức nhé. Ok, sau khi anh chị em nhìn hết cái mạch này, hôm nay về nhà dựa trên cái hình đó, các bạn cứ tư duy từng slide một. À, sẽ tư duy từng cái slide một để có cái bản đồ thành công cho anh chị em. Và chúc mừng các bạn đi đang đi trên con đường đúng đắn để nâng tầm trí tuệ, để gia tăng giá trị và để phụng sự xã hội. Và chúng ta đi trên con đường trí tuệ, trên con đường giáo dục, và chắc chắn trí tuệ hiện nay là quan trọng nhất. Và đội ngũ trí tuệ ở Việt Nam chính là quý thầy cô, là sinh viên Việt Nam, là học sinh Việt Nam. Từng cấp độ một, thầy cô là người làm gương, thầy cô là người làm gương để thể hiện tinh thần trí tuệ của dân tộc. Và sau đó thầy cô dẫn dắt được sinh viên, thầy cô dẫn dắt học sinh để chúng ta xây dựng đúng chất quốc gia khởi nghiệp. Quốc gia khởi nghiệp dựa trên tinh thần của nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị và phụng sự xã hội. Đúng không ạ? Để chính đội ngũ trí tuệ sẽ giúp cho người dân nghèo, người nông dân, người công nhân thay đổi được cuộc sống bằng con đường họ vẫn phải học tập, họ vẫn phải nâng tầm trí tuệ, họ vẫn phải gia tăng giá trị, họ phụng sự bằng chính cái công việc của họ. Nông dân cũng phải có trí tuệ. Nông dân không có trí tuệ làm nhiêu thương lái ăn hết. Công nhân không có trí tuệ làm nhiêu bị bóc lột hết. Đấy, cho nên chị em mình rất rõ như vậy. Được không ạ? À, cảm ơn anh chị em rất nhiều. À, tôi đã nói lố giờ nhưng mà cái slide hôm nay cần thiết để nói cho nó xong. Thì sắp tới tôi sẽ phân tích nhỏ từng phần một để anh chị em theo dõi từng phần một. Chỉ cần nắm một slide thôi có thể thành công rồi. Ừ, nhưng mà anh chị em cần phải nắm tổng thể để thấy con đường, cái bản đồ của mình tôi mã hóa nó như thế nào. Cảm ơn anh chị em rất nhiều và chúc anh chị em thành công nhé. Và có ai muốn chia sẻ điều gì không ạ? Right hand nhé. Nghe xong đừng có phê càng rồi ngồi im ru mặt đờ đẫn ra buồn. Nó có mấy người mặt đờ ra kìa. Tươi lên, đờ đẫn ra, có người đờ ra còn chống càng thế này nữa. Cái thế này không phải là cái thế của thịnh vượng, cái thế này không phải là thế của thịnh vượng, cái thế này là thế của hết tiền. Đừng ngồi thế này, ngồi thế này nè, anh chị thấy luôn luôn tôi ngồi năng lượng không? Có ba cái cách để mình thoát được, để mình thành công được nữa. Một là thay đổi điểm tập trung, tức là tập trung vào điều tích cực. Thứ hai là luôn luôn cơ thể của mình phải căng tràn nhựa sống, đúng không? Và thứ ba là phải gì? Cái hệ thống ngôn từ của mình phải thay đổi, luôn luôn tích cực. Đúng không ạ? Ôi, sáu cánh tay giơ rồi. Xin mời Nguyễn Thị Bích Trân. Xin mời ạ. Xin mời Trân. Vi Hồng. Vi Hồng có bản đồ chụp lại rồi nhé. Mời Bích Trân. Dạ thầy có nghe em là xin chào mọi người. Thầy nghe rõ, năng lượng lắm, nói tiếp Dạ đi. xin chào mọi người. Thì nói chung là em gặp được cái bài của thầy em rất là xúc động mấy Dạ. ngày nay rồi. Nhưng mà không biết nói như thế nào. Cái con đường mà thầy đưa ra ngày hôm nay em không chụp hết được tất cả, tại vì nói chung buổi sáng cái máy nó bị hết pin đó, cho nên là nó hơi loay hoay một chút xíu. Thì em vào đây em mới thấy rằng là con đường của thầy nói là nó đúng, giống như là 3 năm nay em có suy nghĩ và em đang muốn tìm kiếm một cái điều gì đó. Tại vì xin lỗi mọi người nha, em hơi xúc động. Cảm ơn Là chị. cái em là giáo viên mấy chục năm rồi, Dạ. nhưng mà thời gian còn trẻ thì em cũng đã cống hiến. Nhưng mà cách đây 10 năm thì em có một cái tìm kiếm khác, đó là nói chung là tìm kiếm một đứa con, nhưng mà bây giờ nó đã được như ý nguyện rồi. Chúc Thì mừng bây giờ chị. sau khi đó thì em lại muốn tiếp tục cống hiến nữa, nhưng mà thấy mình thứ nhất là lớn tuổi, cái thứ hai nữa là cái gọi là cái sống mà mình dạy nó đã qua rồi, bây giờ không biết mình phải làm cái gì. Nhưng em chỉ có một cái điều mơ hồ là bây giờ mình phải làm một cái gì đó nó liên quan đến công nghệ và nó liên quan đến một cái cộng đồng, mà làm cái gì đó để cho khởi điểm ban đầu. Bao giờ em cũng nghĩ rằng mình phải làm bất cứ một điều gì. Dạ, cảm ơn Từ chị. Bài học lớn nhất hôm nay của chị là gì? Bài học giá trị nhất mà chị nhận được là gì? đó là sự cống hiến, mà cống hiến phải là thông minh, có nghĩa Dạ. là mình phải giúp người ta một cái cần câu,
và Dạ giúp tuyệt cho vời. họ cái phương án câu được cá, chứ không Và phải bây là giờ cho họ chị con cá và chén cơm. rất Đó tuyệt là vời, cảm ơn chị. Cảm ơn chị là em giáo viên cấp mấy? dạ em là hiện nay em là giảng viên của đại học, nhưng mà Ồ, khi còn tuyệt trẻ vời. là em là từ giáo viên cấp 1 mà em đi Rồi bây lên giờ trường. đừng đừng kể quá khứ, đừng kể quá khứ, đừng kể tương lai, Dạ nói hiện tại có chất thôi. Bây giờ chị là giáo viên đại học nào? dạ em hiện đang là giáo viên thỉnh giảng của trường đại học Tôn Đức Thắng, tài chính marketing Ồ. với lại đại học Long An. Rồi chị dạy môn gì? Dạ em dạy môn tiếng Anh. Ok, tuyệt vời. Chị cầm cái bản đồ này, chị giúp cho 1.000 sinh viên được không? Dạ em cũng đang cố gắng muốn điều Dạ, đó đó. thầy hỏi được không? Bạn trả lời được hay không thôi, đừng giải thích. Dạ được, dạ được. Ok, được nha. Làm được nha. Thì Dạ chị cùng với cái đội ngũ chị học chương trình buổi tối chưa? dạ chưa, em mới vô học cái chương trình này mới được cái Dạ, 2 3 ngày như thầy. ai giới thiệu chị vô buổi sáng? Dạ Hạ Trần. À, kiếm gấp, xin học buổi tối gấp chứ không có chỗ học nha. Xin gặp buổi tối gấp, để xin học buổi tối gấp, xin cái người mà giới thiệu bạn vô đây học cái quy trình buổi tối gấp, học chương trình buổi tối để thầy cấp một cái quy trình để mà chuẩn bị cái chương trình cho sinh viên, chuẩn bị xuống 40 trường đại học cho sinh viên để mà bùng nổ. Thì chị là giảng viên đại học thì chị cầm cái bản đồ này, chị cần làm một lớp cho sinh viên thôi là chị coi như thong dong. Cảm ơn chị nhá, cảm ơn chị. Anh chị em Cảm lưu ý chia sẻ là mình nhận được giá trị gì lớn nhất và mình mong muốn điều gì nhất thôi, chứ đừng có kể lể câu chuyện cuộc đời của mình ở chỗ này, chưa phải là kể. Hôm nào mà có thời gian mình sẽ tâm sự nhá, còn bây giờ thời gian của mình không nhiều nên là chia sẻ cái điều quan trọng nhất nhá, cái giá trị nhất nhá. Ok, xin mời Phạm Thị Xuân Thùy ạ. Cảm ơn chị ạ, xin mời, cảm ơn chị Trân ạ. À, xin mời Xuân Thùy. dạ. À, em chào thầy, em chào cả nhà ạ. Em là Phạm Thị Xuân Thùy, em đến từ tỉnh Kon Tum. Hiện nay em đang kinh doanh về mảng dịch vụ nông nghiệp, cho nên cái em tâm đắc sáng nay là nâng tầm trí tuệ cho người dân nghèo, người nông dân, và cái mà em trăn trở thứ hai và tâm đắc thứ hai đó là nâng tầm trí tuệ cho doanh nghiệp. Bởi vì em khởi nghiệp được 6 năm rồi, và hầu như là 90% doanh nghiệp khởi nghiệp của em bị sập hầm trong vòng 5 năm đầu tiên, vì mình tìm không ra cái công thức để thành công ấy. Mà tụi em ôm rất là nhiều sách về, giống như anh cũng quen phát biểu á, ôm rất là nhiều sách về để tìm cái công thức thành công, nhưng mà tìm xong rồi cũng bị vùi ở trong đó. Đúng À, rồi. không biết dạ không biết làm thế nào để có công thức, không biết làm thế nào để đào tạo nhân viên, không biết làm thế nào để quản lý tài chính, không biết làm thế nào để truyền cảm hứng, không biết thế nào để mà nhượng quyền. Và rất là may, rất là hạnh phúc là em đến với Startup Innovation và em thấy dường như tất cả những gì mình tìm kiếm trong Ồ, suốt hay những quá. năm qua ở đây. À, doanh Và nghiệp của em là hiện nay bao nhiêu nhân viên? khoảng 10 nhân viên thôi ạ. Em có muốn đội ngũ của mình được đào tạo lên cái mặt này để phát triển không? Dạ có ạ. À, đưa họ vô. Cái thứ hai là em có muốn cái sản phẩm nông nghiệp sạch của các bạn, phải nông nghiệp sạch nha, được nguyên cái Dạ. đội ngũ có hàng trăm ngàn người sắp tới của đội ngũ tiêu dùng không? Dạ có. À, vậy thì nghiêm túc để cống hiến cho Start Location. À, bước 2 thì thầy với thầy Ken Bay bàn hết chiến lược rồi. Chúng ta sẽ là cái BNI cao cấp nhất thế giới. Tại vì khi chúng ta có cái cộng đồng trí tuệ này thì cái sản phẩm của anh chị em sẽ được cái đội ngũ này tiêu dùng bằng những cái chương trình marketing tuyệt đỉnh, mà công thức này là công thức của thầy Thái. Cho nên là hãy giúp nông dân của mình, sản phẩm của họ phải đi từ gốc đến ngọn. Họ sản xuất được, đấu nối vô đây thì chúng ta sẽ là những người cầm sản phẩm để giúp đỡ người khác, và người tiêu dùng được mua hàng tận gốc, mua sỉ với giá lẻ, em mua lẻ với giá sỉ. Thì nông dân cũng được lợi mà người tiêu dùng cũng được lợi, bởi vì hệ thống của chúng ta sẽ kết nối như vậy đối với cộng đồng doanh nghiệp trẻ tại Việt Nam. Ok, nhưng mà điều kiện sản phẩm phải sạch, sản phẩm phải chất lượng, sản phẩm phải có giá trị. Dạ công ty của Cảm em ơn chuyên về em. sinh học, dạ công ty em chuyên về sinh học và hữu cơ vi sinh, đi cái Ok, hướng tuyệt nông nghiệp vời. công nghệ Xin cao. mời Vũ Huế ạ. À, cảm ơn em nhé. Doanh nghiệp vào đây. Mạch thứ hai chương trình S4 thầy sẽ mở cổng cho doanh nghiệp, và đến chương trình số 4 thì doanh nghiệp sẽ đổ bộ vào Step Education. Ừ, thầy đang kết nối rất nhiều doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ đổ bộ vào đây. Bản chất của quy trình khởi nghiệp thịnh vượng và bình an, đúng lẽ ra nó là cái mạch cho doanh nghiệp chứ không phải cho giáo viên. Nhưng mà tôi là giáo viên, tôi muốn giáo viên phải là người dẫn dắt câu chuyện này. Tôi muốn giáo viên phải được hạnh phúc, thịnh vượng và bình an để xây dựng cái ngôi trường hạnh phúc, thịnh vượng và bình an.
Tôi muốn kiến tạo nên một cộng đồng học tập thấm đẫm tình yêu thương, vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Và tôi muốn xây dựng cái đội ngũ trí tuệ để giúp cho quốc gia khởi nghiệp, để chúng ta cùng với nhau khởi nghiệp đúng. Nên là tôi chọn giáo viên, chọn sinh viên, chọn học sinh và doanh nghiệp là đội ngũ phục vụ cho giáo viên. Bao nhiêu giáo viên hào hứng là doanh nghiệp sau này sẽ phục vụ cho giáo viên, comment tôi ạ. Lâu nay giáo viên của mình đã bị thiệt thòi nhờ doanh nghiệp thầy cô kết nối doanh nghiệp vào đây thì doanh nghiệp sẽ phục vụ cho thầy cô nha. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Thì đưa đội quân của mình vào hệ thống đào tạo này, tại vì mục tiêu của thầy ban đầu là xây dựng hệ thống này cũng là đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Bởi vì một doanh nghiệp mà muốn có tổ chức huấn luyện bài bản, họ không có đủ nguồn lực, họ phải đi thuê ngoài rất là mắc mắc tiền, rất là đắt nhưng mà không có kết quả. Thì cái hệ thống này sẽ giúp cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đó. Cho nên thầy cô mới đầu vô đây bị dị ứng cái câu chuyện là bán hàng là vậy ạ. Không sao hết, mời Huế ạ. Em sẵn sàng. Vâng, em xin chào anh Thái, chào tất cả các quý thầy cô, chào 774 anh chị em có mặt trên phòng Zoom. Về xin giới thiệu một chút về Huế thôi. Huế sinh ra ở Nam Định các anh chị, và hiện tại thì Huế đang công tác trong một trường đại học ở Phú Yên. Trong hệ thống này thì Huế và chồng Huế là anh Trung Hòa cũng ở trong hệ thống này. Các anh chị ơi, chúng tôi ở trong hệ thống này từ những ngày đầu, và ngày hôm nay khi anh Thái lại nói về một cái mô hình này ấy, thực ra các anh chị không thể tưởng tượng được đâu, các anh chị không thể tìm được ở đâu mà một cái mô hình nó gần như rằng nó hoàn hảo như thế này. Và cảm ơn thuyền trưởng, Huế luôn nói anh Thái là thuyền trưởng, và thậm chí ngày sinh nhật của anh Thái Huế đã nói rằng là chúc mừng thuyền trưởng, để thuyền trưởng dẫn dắt một con tàu này đi thật nhanh, thật xa và vươn ra thế giới cực nhanh. Các anh chị, các anh chị không thể hình dung được một cái kho tàng kho báu đằng sau đấy đâu các anh chị. Chúng tôi không bao giờ nói ra điều đó, và người bật mí luôn luôn là anh Thái. Và các anh chị hiểu rằng là cái đoàn tàu nó luôn luôn chạy, chúng tôi luôn luôn chạy, và chúng tôi chạy rất là nhanh. Các anh chị có lên cái chuyến tàu đó sớm chừng nào, các anh chị lên được ga nào sớm chừng nào, thì các anh chị hạnh phúc chừng đó, là nó là như vậy. Các anh chị tham gia thì chúng tôi rất là hạnh phúc, chúng tôi kéo các anh chị cùng đi, và chúng tôi đi rất là nhanh. Các anh chị không tham gia đoàn tàu, chúng tôi vẫn cứ chạy chạy rất nhanh luôn. Và đấy là một cái mà chúng tôi đã và đang làm, và kết hợp trí tuệ trong nước và quốc tế. Chúng tôi rất là hạnh phúc khi giúp đỡ cộng đồng các anh chị. Thực ra ấy, tôi cũng đã nói rất là nhiều trên cộng đồng là tôi chỉ cần nhìn thấy một cuộc đời thay đổi, tôi chỉ cần nhìn thấy một cuộc đời là hạnh phúc và bình an hơn. Đấy là niềm hạnh phúc nhất của chúng tôi, và chúng tôi làm vì như vậy. Và chúng tôi tập hợp trí tuệ trong nước vào đây, và cũng nói như buổi sáng nay anh Thái nói ấy, là chúng tôi ngủ 4 tiếng, chúng tôi ngủ 4 tiếng thật. 12 giờ tôi đi ngủ, hơn 4 giờ tôi dậy rồi, chúng tôi ròng rã mấy tháng như thế này rồi. Chúng tôi vẫn khỏe và chúng tôi vẫn sống, và chúng tôi thậm chí còn khỏe hơn rất nhiều. Và chúng tôi làm để giúp đỡ cộng đồng. Vâng, các anh chị ơi, cuộc đời của chúng ta ấy, nó không còn cái gì khác khi mà các anh chị rời khỏi cuộc đời này bằng phúc đức các anh chị để lại đâu. Các anh chị đâu không mang theo một cái gì cả, tài sản không, tất cả mọi thứ không, chỉ mỗi phúc đức là để lại. Thế các anh chị làm cái gì để phúc đức? Và cái ngày mà các anh chị tái sinh ấy, hay là ngày mà Huế tái sinh ấy, là chính xác là Huế khởi điểm cái suy nghĩ này từ tháng 3 năm ngoái. Và tháng 3 năm ngoái Huế cũng vào trong cái lớp học đầu tiên của anh Thái, khi mà anh làm trên Zoom online ấy, là những cái ngày đấy không? Anh Thái hỏi em biết anh từ khi nào, mà em biết anh từ trên Zoom từ tháng 3 năm ngoái, và rồi chúng tôi focus với nhau. Và chúng tôi vào từ những ngày đầu tiên, và tôi rất là hạnh phúc khi mà chúng tôi làm cái điều này. Và làm cái điều này hạnh phúc bởi vì mỗi một cuộc đời chuyển đổi là đấy là một cái hạnh phúc của chúng tôi. Một cuộc đời chuyển đổi, con cái họ chuyển đổi, doanh nghiệp họ chuyển đổi, nhân viên họ chuyển đổi, rồi cuộc sống của mọi người nó như là một cái vết dầu loang nha anh chị, nó cứ nhân lên nhân lên nhân lên, và rồi BNI đỉnh cao của thế giới ở đây các anh chị. Cảm ơn Huế, cảm ơn Huế rất nhiều. Cảm ơn em đã đồng hành với anh từ những ngày đầu, biết ơn Huế. Và bây giờ xin mời một cái người đặc biệt, rất đặc biệt, hôm nay tự động giơ tay luôn. Xin mời Joseph Nguyễn Văn Hùng. Xin chào Hùng đi ạ. Anh chị em comment chào Hùng. Chào chàng khiếm thị vui tính. Chào Hùng. Thầy nhớ em lắm luôn á. Hùng ơi, em lên để mọi người được nghe nào. Thầy có nghe rõ em nói không ạ? Dạ, Thôi, xin thầy chào tất nghe cả mọi rõ. người. Thầy nghe. Thưa thầy, thưa mọi người, em chỉ nói 1 phút thôi. Em Mọi nói người. 5 phút đi. À, dạ thôi ạ, tại vì 1 phút là đủ rồi. Kính thưa toàn thể, thưa thầy và toàn thể mọi người.
Trước đây khi em đã nghiên cứu, xin mọi người đừng comment đã, không rồi em không nói được ạ, vì nó ồn ào. Dạ dạ. Xin mọi người đừng comment, mọi người đừng comment, tại vì Hùng trước là đây... người kiếm thị, Hùng dạ. Comment nó đọc tiếng Hùng không nói được, mọi người đừng dạ. Comment. Cảm ơn thầy ạ. Dạ, trước đây khi em đọc tất cả các bộ sử học từ Sử Việt, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, từ tất cả những chuyện tiểu thuyết của Việt Nam, em đặt câu hỏi, tại sao với một đất nước tiên rồng, tại sao với một đất nước mà đánh thắng mọi giặc, khắc phục hậu quả, sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa như thế mà không giàu được, mà phải đi làm thuê tản mát khắp cả năm châu? Mà tại sao người Việt Nam ta giỏi như thế với trí tuệ? Có cả những người như ông bà Ngọc Ánh, những người làm trong khoa học vũ trụ NASA mà phải sao lại vẫn phải đi làm ở nước ngoài? Xin thưa, vì không có quy trình. Và khi thưa, chúng ta chưa phát huy được cái chủ đạo tộc Việt. Và khi tham gia vào cuộc này, thực sự em xúc động được phát. Vì không phải khi thầy Thái nói mường tượng ra đây phong phú. Và em cũng đã viết thừa khả năng để trở thành cường quốc. Nếu mọi người đã đọc, và em đã gửi trên nhóm và gửi trên Facebook cũng như trên các nhóm của chúng ta. Chúng ta rất là nhiều thứ. Chúng ta có nước ngọt, chúng ta có tất cả. Chúng ta có trí tuệ, chúng ta có được một truyền thống, chúng ta có được một những con người hết lòng về tổ chức, về đất nước. Vậy thì chúng ta cũng không thể ngồi chờ mãi và nghi ngờ. Bởi vì tôi thấy chúng ta có mất cái gì đâu mà chúng ta để nghi ngờ, đúng không ạ? Thế thì mỗi người chỉ cần giới thiệu cho một người thôi. Và ở đây có hơn 700 người thì chúng ta sẽ có được 700 anh em. 700 anh em đó ta sẽ làm nên được sức mạnh của tộc Việt. Và cái sức mạnh đó bằng khoa học, bằng trí tuệ, bằng công nghệ và bằng con người. Chứ chúng ta không thể dùng đao, dùng kiếm, chúng ta không thể dùng lời lẽ lúc nào cũng kích thích chúng ta ở nước Việt hùng cường, cha rồng mẹ tiên. Nói thế là nó có tội với tiền nhân, có tội với thế hệ sau này. Vì thế chả còn cách nào đấy, hãy xắn tay áo mà làm. Có những người thì cứ vác cái gánh nặng của người khác, còn cái gánh nặng của mình thì người khác vác. Có những người thì đứng cổ vũ không, như thầy Ken Bay nói, đứng im, xem thế nào. Có những người thực hiện với sự đờ đẫn. Xin mỗi người mỗi ngày hãy cố gắng. Mình là con của đất nước Việt Nam. Mình phải có giới thiệu với nào đó. Chứ anh ấy nhiều bắn rách tả tơi như Hùng thì vẫn còn đùm được một lá rách, không đến nỗi tả tơi. Thì rất mong mọi người hãy phát huy cái sự thần dũng lực của rồng và an lạc của chim tiên, có sức sống bay lên để đất nước chúng ta phồn vinh, thịnh vượng và hùng cường. Em cảm ơn thầy, cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Em nói mặc dù mạng của em hơi chậm chậm nhưng thầy vẫn rất là hạnh phúc bởi cái năng lượng yêu thương của Hùng. Hùng là người mù á, Hùng được mệnh danh là chàng mù uy tín đó. Cảm ơn em, cảm ơn em, cảm ơn anh Hùng. Và xin mời Khánh Ngọc Trần. Không biết là Khánh Ngọc Trần có phải là ban tổ chức Khánh Ngọc không nhỉ? Xin mời Khánh Ngọc Trần. Ok ạ, có đấy, đúng là rồi. Đúng rồi. Vì mạng của em nó bị rớt ra đây, em lại phải vào lại bằng cái nick này. Thì tiếp nối cái mạch của thầy Thái thì em chỉ muốn nhấn mạnh lại một tí thôi. Đấy là thực ra nếu mà mọi người mà là chủ doanh nghiệp ấy, hoặc là mọi người mà là quản lý giáo dục và ban giám hiệu ở các trường ấy, thì mọi người sẽ nhìn thấy một cái qua cái sơ đồ mà thầy Thái trình bày, qua cái bản đồ mà thầy Thái trình bày buổi sáng ngày hôm nay ấy, thì đấy chính là cái bản đồ để thực sự là gỡ cho thế bí cho rất là nhiều trường học, ban giám hiệu ở các trường cũng như là chủ ở các doanh nghiệp. Bao nhiêu người chúng ta làm chủ doanh nghiệp rồi chúng ta làm ban giám hiệu của các trường ấy, thì cái điều đầu tiên mà chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải đào tạo cho đội ngũ nhân viên của mình, để cho mỗi một người trong cái đội ngũ đấy họ có động lực phát triển tự thân, họ có động lực để họ học tập, rồi họ có động lực để họ sống tích cực mỗi một ngày. Người ta đến cái tổ chức của mình mà người ta cười tươi, người ta lúc nào người ta cũng tràn đầy năng lượng, hay là người ta cứ vật vờ người ta đến rồi xong rồi người ta làm cái công việc cho nó xong, người ta lên lớp cho nó xong, hoặc là người ta mình giao cho người ta đi làm việc với khách hàng ấy, hoặc là mình giao cho người ta làm quản lý gì đó, người ta cũng làm việc một cách cho nó xong. Thì mình muốn là họ làm việc một cách tích cực, họ tràn đầy năng lượng, lúc nào mặt họ cũng đầy nở đầy nụ cười, hay là mình muốn họ
làm việc với một cái mức năng lượng nó rất là thấp như thế. Rồi mình có muốn nhân viên của mình, giáo viên của mình, người ta sống không những chỉ là tích cực cho bản thân người ta mà người ta còn dám cho đi, người ta dám giúp đỡ người khác, người ta có cái gì hay, người ta học được cái kiến thức nào tốt là người ta sẵn sàng người ta chia sẻ cho anh em đồng nghiệp ở xung quanh. Giống như là thầy Thái thầy vừa cái nói cái công thức nhân bản của John Maxwell ấy. Làm sao nhân bản được nếu như ai cũng bo để giữ những cái kiến thức mà mình học được, ai cũng bo giữ những cái mánh khóe mà mình có. Mình học được cái gì hay mình giữ để mình sợ thằng khác nó ăn cắp bí quyết của mình thì mình bị mất gần câu cơm. Mình giữ như thế thì làm sao nhân bản được ạ? Vậy thì làm sao mà mọi người là chủ doanh nghiệp hay mọi người giám hiệu, mọi người có muốn nhân viên của mình khi có cái gì hay là sẵn sàng chia sẻ và biến cả một cái tổ chức của mình trở thành một cái cộng đồng học tập? Và đồng thời bao nhiêu người muốn là nhân viên, là giáo viên của mình tận tâm phục vụ khách hàng, tận tâm phục vụ học sinh, tận tâm phục vụ phụ huynh? Mọi người muốn thế không ạ? Thì đó chính là phần tinh thần, phần đào tạo. Rất là khó để mà làm được những cái tinh thần đấy cho từng người một. Vì mình ở trường, mình biết là các trường đã thuê rất nhiều chuyên gia về đào tạo. Năm nào cũng phải thuê chuyên gia về nói chuyện. Và đặc biệt là kể cả chủ doanh nghiệp cũng thế. Cái việc mà thuê chuyên gia về đào tạo cho nhân sự của mình thì chắc chắn là cái số tiền đào tạo đó rất là nhiều. Nhưng để cho từng cá nhân một họ thay đổi như thế rất khó, đúng không ạ? Vì sao ạ? Bởi vì chúng ta bị bó bởi một cơ chế thứ hai. Và cái cơ chế này nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái thứ nhất. Đấy là cái việc mà mỗi một cá nhân người ta không thể tích cực lên được. Vì thứ hai đấy là cái cơ chế về lương. Kể cả các anh chị có là chủ doanh nghiệp đi chăng nữa thì cái cơ chế lương nó cũng vẫn bị bó ở một cái mức độ trần nào đấy, đúng không ạ? Mình không thể nào trả cho nhân viên của mình gọi là kể cả cái người giỏi nhất đi chăng nữa, bây giờ CEO của Apple đi chăng nữa thì người ta cũng chỉ có một cái mức lương cố định. Chứ không thể nói không có một cái tổ chức nào mà bảo là anh làm giỏi đến đâu thì lương của anh cao đến đấy được. Đúng không ạ? Thì chính vì cái mức lương nó luôn luôn là một cái mức cố định. Đặc biệt là ở các trường công, đặc biệt là ở các tổ chức các trường công cũng như là ở các cái tổ chức nhà nước thì chắc chắn là nó có mức lương trần. Nhưng kể cả dù có ở tổ chức tư nhân đi chăng nữa, kể cả có là chủ doanh nghiệp đi chăng nữa thì cũng vẫn có những cái mức lương trần, đúng không ạ? Đúng không ạ? Kể cả các bạn có lương cao hơn bên trong nhà nước gấp 10 lần hay 20 lần đi chăng nữa thì nó vẫn có những cái mức lương trần. Thế thì cái thứ hai mà cái bài toán mà thầy Thái thầy vừa trình bày nó giải quyết cho các bạn cái cơ chế thứ hai, đấy là cơ chế về lương. Người ta các bạn không cần phải tăng lương cho họ, không hề phải tăng lương cho họ. Vẫn như cái mức lương mà cơ chế đang có sẵn, họ vẫn lên theo năm, họ vẫn lên theo năng lực thực của họ khi mà làm việc, nhưng họ lại có thêm một cái dòng thu nhập khác. Và cái dòng thu nhập này nó đến từ cái việc họ phát triển bản thân, họ giúp đỡ người khác, họ sống tích cực mỗi một ngày. Và đấy là cái động lực cực kỳ lớn để cho mọi người tự mình, mọi người phải phát triển bản thân, mọi người tự mình phải sống tích cực. Không ai đi bán hàng mà lại giữ cái khuôn mặt buồn rầu cả, không ai đi bán hàng mà lại không nhiệt tình với khách hàng cả, đúng không ạ? Thế thì họ lại có cái cơ hội để làm gì ạ? Để sử dụng chính cái công việc hiện tại của mình, làm thật là tốt cái công việc hiện tại của mình, phục vụ thật là tốt những khách hàng đã có sẵn của mình. Và tự dưng họ lại có thêm những cái nguồn thu nhập mới thông qua cái việc họ sống tích cực hơn mỗi ngày, họ giúp đỡ người khác. Thì phải nói một cái điều rất 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 là, nếu mà ai mà tinh ý ấy, thì sẽ nhìn thấy chính cái hệ thống F buổi tối là cái hệ thống đào tạo nhân sự một cách rất là rẻ tiền cho tất cả các doanh nghiệp, tất cả các trường học, tất cả các tổ chức. Mọi người hình dung không ạ? Nếu như mà mọi người không nhận ra cái điều đấy thì thực sự là vô cùng đáng tiếc. Bởi vì là đấy là cái hệ thống mà người ta vào đấy xong người ta tự học, người ta vào đấy xong người ta tự phát triển, người ta vào đấy xong người ta tự về, người ta làm tốt cái công việc của họ hơn rất nhiều. Và mình lại không có mất tiền để đào tạo cho họ, mình lại không mất tiền để trả lương thêm cho họ. Đó, thì mình chỉ gợi ý như vậy để mọi người suy nghĩ thêm thôi nhé. Bản đồ thì thầy Thái đã trình bày rất là kỹ rồi ạ. Vậy có thể tinh ý để mà sử dụng luôn cái hệ thống đấy để đào tạo cho đội ngũ của mình hay không? Thì đấy là lựa chọn của các bạn ạ. Rồi, em cảm ơn thầy Thái và cảm ơn tất cả các anh chị đã ngồi nghe ạ. Cảm ơn Khánh Ngọc, Thánh đúc kết. Cảm ơn Thánh đúc kết, anh chị em comment cảm ơn Thánh đúc kết. Tức là tất cả những gì mà mình nói Khánh Ngọc đều bóc phốt từ bên trong bằng cái sự đúc kết, và thầy Ken cũng vậy. Ok, cảm ơn Khánh Ngọc, cảm ơn anh chị em.
mọi sự nó rõ ràng đúng ý tưởng ban đầu của mình là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp. Đó, xong rồi mình lại chọn con đường giáo viên đi trước. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Và hãy cùng nhau để cho nguồn nhân lực Việt Nam xứng vai với cường quốc Nam Châu nhé. Xin chào ạ. Xin chào anh chị em. Chúc mừng anh chị em một ngày mới tuyệt vời. Bye bye mọi người. Cảm ơn thầy Thái, cảm ơn cô Ngọc, chào cả nhà, một ngày mới bình an. Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education, hãy quét mã QR code và để lại thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu bạn thấy hay hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn like cũng như chia sẻ video này đến với mọi người.